Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục chơi zombie nha. Anh hùng cấm địa nha. Hôm nay mình sẽ vào thử tướng mọi người nhé. Skin tướng này. Wow. Skin này đẹp mọi người ạ. Bắn ra đạn màu vàng. Ui ui, này vẫn có cả đây. Kiểu như là sáo bắn từ trên trời rơi xuống. Quá đẹp mọi người ạ. Xem nào, mình nhận gì đây? Hãy bắn năng đi. Rồi, úi giời ơi, skin này đẹp vãi mọi người ạ. Vừa đẹp vừa mạnh lắm mọi người ạ. Rồi, đến dưới đây. Phần mảnh luôn nha mọi người nhé. Phần mảnh để chết zombie nó chết thì phần mảnh ra nhìn cho nó mãn nhãn. Úi giời ơi, toàn bạc chuét người ạ. Đúng là cái gì mất tiền nó không đẹp mọi người ạ. Skin này phải mua lắm mọi người ạ. Không có đâu, nó cho thứ này để mình nhé. Thấy đẹp là mình ở mông mình mà nạp tiền mình mua mà. Nhưng mà mình nhìn mình chơi chay thôi mọi người ạ. Mình không mua đâu. Mình chơi vui thôi, tiền đâu mà mua. Xoài ơi. Skin nó đẹp dã man luôn mọi người ạ. Người hái tử thần, tiên trì. Cường thỉnh độ nên hái tử thần mọi người nhé. Ui giời ơi, zombie nó đông là đông nhưng mà skin nó mạnh mà. Skin nó mạnh nhỉ, quái không vào được. Nó mày cứ lướt vòng quần quái thôi. Là nó bắn quái mà kèo hết mà. Ánh sáng tử vong, linh thiêng, kiên trì. Rồi nên kiên trì luôn. Ui giời ơi, sợ thật. Linh thiêng, đạp nhanh luôn nhá. Hợp này nhìn bắn cho nó mạnh mà nhám mọi người nhé. Rồi nên linh thiêng luôn. Rồi, có quái thích anh này. Giết con quái thích anh này ngồi nhé. Mặt quỷ, anh sẽ cởi vong lên mắt quỷ của mình nhé. Ok. Úi giời, úi giời rồi. Đây, còn quái thích anh đây. Sẵn sàng bắn luôn. Rồi, skin nó mạnh sát sự mọi người ạ. Ôi ôi, làm sống cái này kìa. Skin xin thì sợ gì nàng sắm cơ địch. Ông đạn hấp hồn đi. Nàng sắm cơ địch cứ tới đây. Tới đây nè, yêu hết mọi người. Ui giời, xem có đồ gì nào. Tôi thưởng bóng đạn mini luôn. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Đẹp dã man mọi người. Ui giời, ui giời, ui giời. Cho một thân một màu vàng chóe luôn. Một màu vàng chóe luôn. Bây giờ nó mạnh đến nỗi là quái không vào gần được mọi người ạ. Chứ đánh chay mà đánh không làm mà bảo mạnh như này thì đúng là auto qua game từ lâu rồi mọi người ạ. Cái này phải nạp và mua skin là mới mạnh được như này. Đúng là cái gì cực, cái gì vô giá của nó mọi người ạ. Mạnh thật sự luôn. Ui giời ơi, nhìn này, quái nó đấm như thế này mà nhưng mà không vào lỗi nhá. Ui giời. Rồi, để xem con bot nào. Bot ná thú à. Còn 19 giây thôi, chẳng có tiêu diệt một con bot này không. Rồi, giả lên cái gì nó cũng mạnh. Nếu là xe kiên mạnh thì không phải lên gì nó cũng mạnh mọi người ạ. Cứ lên đài luôn. Úi xa ơi, bot này làm luôn mọi người ạ. Thật sự luôn. Rồi, đúng là skin đẹp mọi người ạ. Mạnh thật sự luôn. Úi giời. Rồi, ok mọi người nha, mọi người nạp tiền là mua skin này nha, quá mạnh mọi người ạ. Mình không nạp đâu. Mình làm gì có tiền để nạp. Rồi, bye bye mọi người nha.